Đây là cô Lê Uyên. Tụi em ngồi đi. Lê Uyên là một danh ca của nền tân nhạc Việt Nam. Khang rất may mắn được làm việc với Lê Uyên rất nhiều lần trên những sân khấu chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì trong cái thử thách teamwork, các thí sinh sẽ làm việc chung với nhau, cái sự gắn bó, cái sự hòa quyện cho một cái bài hát. Và những bài hát này nó được hình thành từ những cách hát bè. Thì hát bè đó là một cái teamwork. Và các thí sinh rất may mắn là được làm việc với cô Lê Uyên. Cô có mặt ngày hôm nay để mà chào đón tất cả mấy em và chia sẻ những cái kinh nghiệm của cô trong hơn 50 năm cả. Thì cô hy vọng là những cái điều cô sẽ nói đó sẽ làm cho các em rất là thích thú khi trình bày bài hát của mình. Cái việc đầu tiên chắc chắn là các em sẽ hồi hộp vô cùng. Ai bắt đầu hát cũng thế. Bây giờ trước khi ra sân khấu cô vẫn hồi hộp. Chứ không phải hát lâu rồi mình không hồi hộp lắm. Nhưng cái hồi hộp nó có một cái điều tốt là nó làm cho mình hát hay hơn. Yes, tại vì khi mình hồi hộp tức là mình sợ mình hát dở chứ gì. Cho nên lúc đó đi ra chỉ nhớ bài hát mà thôi. Thêm nữa là ban nhạc. Mấy em đừng nghĩ ban nhạc nó không nervous nha. Nó vẫn nervous. Cho nên khi nó ra nó có thể nó đánh một nốt sai nào đó. Mà nếu mình là cái người nhớ cái điều đó thì khi nó đánh sai cái tự nhiên mình bị nervous lại. Đúng không? Cho nên khi mình vào cái bài hát rồi thì mình chỉ biết mình hát cái bài hát đó, đừng để ý tới nhạc nữa. Tại vì nhạc nếu nó có đánh sai, mặc kệ mình vẫn phải hát đúng. Không có điều gì khác hơn. Không âm thanh, không ban nhạc. Không âm thanh, không ban nhạc, không gì hết. Kệ nó đánh gì kệ, nó âm thanh sao kệ. Sing out of your lung. Yeah, mình hát hết mình mà mình có thể hát được thôi. Và khi mình với bài nhạc không, tự nhiên mình không còn sợ nữa. Và quan trọng hơn tất cả mọi thứ là phải biết rõ cái bài hát đó nói về cái gì. Thì chính vì mình hiểu được đó bài gì cho nên mình mới có cảm xúc. Để mình hát được đúng cái tâm trạng đó phải có cảm xúc, phải hiểu được điều mình làm và chọn một cái lối đi riêng của chính mình. Mình sẽ tìm cách để mình hát sao cho cái bài nó thật hay mà theo ý mình, nhưng mà nó vẫn hay, không cần phải giống ai. Được chưa? Rất là vui để được chia sẻ với tất cả các em những cái điều mà cô đã có trong vòng mấy chục năm. Và tới bây giờ cô vẫn may mắn, vẫn được nhận được cái sự yêu thương đó từ những người nghe nhạc. Thì cô cũng mong tất cả các em với cái niềm đam mê của mình sẽ đạt được những điều như ý muốn của mình. Chúc tất cả thành công. Lê Uyên has a lot of really great advice for us, and I'm really excited because I feel like it's going to help me quite a lot with this next challenge and also in my future endeavors as a singer.